chỗ này là không gian hẹp để có thể ngồi bàn chuyện công việc, nó cần cái không gian yên tĩnh hơn thì mời các anh em bạn bè ngồi ở chỗ này. Không gian phía bên ngoài này tương đối thoáng, nhìn ra được xung quanh rất rộng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.